Yu Anna, con gái Bill Gates và dàn ái nữ quyền lực của các đế chế đình đám. Là con gái của những đế chế lớn, dàn ái nữ này luôn được công chúng quan tâm chẳng kém gì sau hàng A. Họ không chỉ sở hữu vẻ ngoài và người mê, và thế giàu có, mà còn được nhiều người ngưỡng mộ nhờ tài năng. Ái nữ của đế chế Kering Trong làng thời trang, có lẽ không ai là không biết đến Kering. Đây là một trong hai ông lớn của ngành thời trang xa xỉ, sở hữu các thương hiệu danh tiếng như Gucci, Balenciaga, Bottega, Veneta, Alexander McQueen và Yves Saint Laurent. Và đương nhiên, Mathilde Pinot, sinh năm 2001, con gái đầu lòng của ông chủ Kering, Brancois Harry Pinot, chính là người thừa kế tiềm năng cho tập đoàn tỷ đô này. Ái nữ của một đế chế thời trang nên không có gì khó hiểu khi Matilda đã rất thích thời trang ngay từ khi còn bé. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, cô luôn thể hiện một thần thái cực kỳ nổi bật. Cô cũng là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang và không hề bị lu mờ khi ở giữa dàn sao hàng A. Bên cạnh thời trang, Matilda Fino còn đam mê cưỡi ngựa, từng ước mơ trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Với ái nữ 21 tuổi, cưỡi ngựa là một trong những cách giúp cô giảm lo no lắng và áp lực. Có bố là tỷ phú điều hành cả đế chế lớn, Mathilde cũng từng tự đặt ra cho mình áp lực phải hoàn hảo, xuất sắc trên mọi phương diện để bố có thể tự hào về mình. Nhưng sau đó tôi phát hiện suy nghĩ của mình quá xa lầm. Ông ấy vẫn luôn rất tự hào về tôi, chỉ đơn giản vì tôi chính là con gái của ông. Ái nữ cho biết, sinh ra trong nhung lụa nhưng Mathilde lại thích cuộc sống đơn giản, bình thường hơn. Cô đang theo đuổi các nghiên cứu kinh tế và khoa học xã hội tại trường kinh doanh Amnion ở Pháp. Ngoài ra, ái nữ cũng thường xuyên đảm nhận vai trò người mẫu cho thương hiệu của cha mình. Ái nữ Huawei Annabelle tên thật là Joanna, lấy theo họ mẹ, sinh năm 1998. Cô là con gái của nhà sáng lập tập đoàn đa quốc gia Huawei, nhậm chính phi. Vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, lọt lòng đã ngậm thì vàng. Anna hiện đang là người thừa kế khối tài sản vô cùng khổng lồ của gia đình. Từ nhỏ, cô đã được dạy dỗ để có được cốt cách của một tiểu thư danh giá. Mới 5 tuổi cô đã được cho học múa, 9 tuổi thì thành thạo đàn piano, thư pháp và cả âm nhạc hội hòa Trung Quốc. Đặc biệt, cô còn là một vũ công ballet với những điệu múa vô cùng điệu đà và uyển chuyển. Trong giới con nhà giàu, Anna vẫn luôn được đánh giá cao vì sự năng động có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực. Cô tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại Đại học Harvard, Mỹ, sau đó là lấn sân sang làng giải trí với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Dù Anna muốn gia nhập với giải trí thì ngay lập tức, người cha nhậm chính Phi đã có ý định thành lập công ty. Sau đó, ông quyết định gửi gắm ái nữ cho thiên hạo thịnh thế để con gái có cơ hội đóng phim ca hát, trình diễn thời trang và tham gia các chương trình thực tế. Được sự hậu thuẫn vững chắc nên khi vừa comeback, cô nàng đã xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng mặc dù chưa có hoạt động nào nổi tiếng. Tên tuổi của cô cũng tràn ngập trên mạng xã hội, điều mà các nghệ sĩ trẻ mong chờ cũng khó mà có được. Có cha là tỷ phú nổi tiếng Trung Quốc tốt nghiệp Harvard, nhưng cô không muốn ăn theo người cha tài giỏi của mình. Cô từng tuyên bố rằng, tôi muốn làm những việc mình chưa từng làm, phá vỡ điều bình thường. Mỗi lần xuất hiện, ái nữ nhà Huawei luôn gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp chiều cao 1m70 và vóc dáng cân đối. Được biết, Anna đã theo học múa ballet từ nhỏ và thường xuyên tham gia biểu diễn tại trung tâm kịch nghệ của Đại học Harvard. Tuy nhiên, Anna cũng từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, khi những hình ảnh trong quá khứ và hiện tại của cô nàng có phần khác biệt. Trước thông tin này, ái nữ nhà Huawei giữ im lặng, không có bất cứ chia sẻ nào. Công chúa Úc nhà Bill Gates có bố là một trong những người giàu nhất hành tinh kim ông trùm Microsoft. Phoebe Gates sinh năm 2002, con gái út của Bill Gates cũng luôn được theo dõi sát sao. Trong số ba người con của Bill và Melinda, Phoebe luôn được đánh giá là nhân vật có ngoại hình ấn tượng nhất. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, mái tóc vàng lượng sóng cùng body chuẩn chỉnh không kém người mẫu chuyên nghiệp nào. Đương nhiên, ở Phoebe còn toát ra khí chất sang chảnh của một tiểu thư nhà giàu. Ai cũng phải công nhận rằng tiểu thư út nhà Guest đã dạy thi thành công xuất sắc. Hội hot girl sở hữu diện màu xinh đẹp và xuất thân từ gia đình siêu tỷ phú, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phoebe Guest. Không chỉ sở hữu ngoại hình xuất chúng, con đường học vấn của Phoebe cũng rất rộng mở không theo hướng đi về công nghệ như bố mẹ, ái nữ nhà Gates chọn con đường nghệ thuật với mơ ước là một vũ công ballet chuyên nghiệp. Ngay từ khi còn nhỏ, Phoebe đã học múa ở các trung tâm lớn. Sau này là trường ballet Hoa Kỳ tại trung tâm biểu diễn nghệ thuật liên khô Nhanh tiếng hàng đầu. Hiện tại, Rizkitt đang theo học tại Viện Đại học Stanford, ngôi trường danh giá hàng đầu nước Mỹ và dự kiến tốt nghiệp vào năm 2025. Phoebe có sở thích rất giống với người cha nổi tiếng của mình đó là đọc sách. Năm 2018, Bill Gates từng hào hứng chia sẻ về thói quen chung của mình và cô con gái út. cả hai cha con chúng tôi đều rất thích cuốn tiểu thuyết mới của John Green xuống, Turtles on the Way Down. Giống như nhiều thành viên hội con nhà giàu khác, Phoebe cũng lựa chọn lối sống khá kín tiếng, không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông. Vì vậy, mỗi lần công chúa Úc nhà Bill Gates lộ diện, cô đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Ái nữ Zara Emanso Ortega, một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới, là người sáng lập cổ đông kiểm soát của tập đoàn sở hữu 7 công ty quần áo bao gồm Massimo Dutti, Bershka và Zara, Inditex và Marcel Ortega Perez, sinh năm 1984, con gái Úc của gia đình chính là nhân tố quan trọng làm nên thành công của Zara. Năm 2007, Marta tốt nghiệp trường kinh doanh châu Âu tại Đại học London Anh. Sau đó, cô bắt đầu làm việc tại Zara ở vị trí cơ bản nhất, trợ lý bán hàng tại cửa hàng Zara ở London. Là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, Marta đã có những ngày đầu tiên làm việc đầu tiên cực kỳ khó khăn. Thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ không thể tồn tại ở đây. Tuy nhiên, nhờ sự chăm chỉ và vận dụng thành công những gì đã học được, Mata đã từng bước chinh phục được những vị trí cao hơn ở Zara, lẫn công ty mẹ Inditex. Sau 15 năm làm việc ở Zara, mài dũa và phát triển thành công thương hiệu này, Mata đã gây ấn tượng không nhỏ với chính cha mình và ban giám đốc của Inditex. Ngày 1 tháng 4 năm 2022, cô chính thức trở thành lãnh đạo đế chế thời trang trị giá hàng tỷ đô với tư cách là chủ tịch không điều hành.